thưa quý vị, đây là vườn hoa Almond, vườn hoa Hạnh Nhân. Và quý vị thấy là những cái bông hoa rất là đẹp. Và ở trong nhụy sẽ có màu hồng thưa quý vị. Và ở trong đây thì Trúc Loan thấy là hàng ngàn cây hoa Hạnh Nhân đang trổ hoa, rất là xinh đẹp. Và nếu mà quý vị nào mà chúng ta cũng muốn có những khung hình kỷ niệm với người thân của mình, bạn bè của mình, thì chúng ta có thể rủ nhau đi đến Bakersfield cũng như là đến những cái vườn hoa như thế này. Quý vị đang được xem những hình ảnh của vườn hoa Almonds ở thành phố Bakersfield tại Nam California. Và Hoa Kỳ là nước sản xuất hạnh nhân số lượng lớn nhất trên thế giới. Mỗi cây hạnh nhân có thể có tới 10.000 nụ hoa, và mỗi nụ hoa phải được ong thụ phấn để tạo ra một quả hạnh nhân. 75% hạnh nhân trên thế giới được trồng ở California. Vâng thưa quý vị, và bây giờ Trúc Loan sẽ phỏng vấn hai cô chú rất là tình cảm quý vị. Trúc Loan và anh Lương Trường thấy là muốn hỏi cô chú một vài câu hỏi ngay. Dạ vâng, dạ con xin chào cô chú ạ. Và ngày hôm nay thì con có một số câu hỏi dành cho cô chú, nhưng mà trước tiên thì con xin mời cô chú giới thiệu tên của mình. Ồ, mình tên là Loan Phạm. Mình ở Hoa Thành Ba Lê. Dạ. Chú tên là Trọng Nguyễn. Chú Trọng Nguyễn. Dạ, con chào hai cô chú. Và cái vườn hoa này là mình có đến đây nhiều lần chưa, hay là đây là lần đầu mình đến? Lần đầu tiên cô chú mới đến. Wow, lần đầu tiên đó quý vị. Cũng giống như là Trúc Loan luôn và anh Lương Trường. Bọn em cũng tên Loan luôn. Dạ, tên Loan luôn. Dạ. Dạ. Và quý vị ơi, nếu như mà quý vị nào mà mình muốn một cái khung cảnh lãng mạn với người thân, người yêu của mình thì hãy đến đây giống như là cô chú ạ. Và cho con hỏi là khi mà mình làm như thế nào mà mình biết được cái vườn hoa này ạ? Ồ, thì là ông em dâu của mình nó đi về chụp hình thấy đẹp quá nên mình mê quá ráng đi. Dạ. Mặc dù quá xa. Mặc dù quá xa. Yes. Dạ đúng rồi. Chạy lên đây là cũng mất 3-4 tiếng. 3 tiếng. Dạ. Dạ và vâng, chú Loan rất là cảm ơn cô chú đã dành thời gian để trả lời cái buổi phỏng vấn này ạ. Tụi con cảm ơn cô chú rất là cảm nhiều. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Có rất là nhiều hoa và nhiều cây ở đây thưa quý vị, cho nên là chúng ta sẽ không có lo lắng về cái vấn đề là không có một cái góc hình đẹp cho mình, bởi vì có rất là nhiều những cái hàng cây và Trúc Loan thấy là ai cũng sẽ tự tìm cho mình những cái hàng cây thật là xinh đẹp để mà có những cái tấm hình kỷ niệm cũng như là những cái đoạn video kỷ niệm với người thân của mình. Nên quý vị hãy dẫn người thân của chúng ta nè, rồi bạn bè đến đây để có những cái giây phút thư giãn nha quý vị. Và thời tiết ở đây thì Trúc Loan thấy cũng không có quá lạnh, rất là mát mẻ và không khí cũng trong lành nữa, cho nên chúng ta có thể đến đây để thay đổi không khí thưa quý vị. Đời sống một cây hạnh nhân khoảng từ 30 đến 40 năm. Chỉ cần trồng 2 năm là cây đã ra trái. Nhưng thời điểm mà cây ra nhiều trái nhất là khi cây khoảng 5 năm tuổi trở lên. California đã có hơn 800.000 acre và giới phân tích kinh tế quả không ngoa khi đã so sánh ngành hạnh nhân tiền tỷ này là The New Gold Rush. Hoa hạnh nhân đâm nụ từ tháng 11, nở tưng bừng từ tháng 2 đến tháng 3. Nên những ai thích những cảnh hoa đẹp này thì hãy nhanh chân đến vườn hoa để chụp hình trong thời gian đó. Và sau đó, cây ra trái, họ sẽ thu hoạch từ tháng 8 đến tháng 10.
nhân tốn khá nhiều nước, cho nên mỗi năm tiểu bang California lúc nào cũng phải duy trì khoảng 10% lượng nước cho các trang trại hạnh nhân. Và bây giờ hệ thống nước hiện đại hơn, cho nên sẽ có hệ thống nước ngầm ở dưới cây. Mặc dù chúng ta nhìn thấy ở trên mặt đất rất là khô ráo, nhưng thật ra ở bên trong rất là ẩm. Vâng thưa quý vị, cuối cùng Trúc Loan cũng đã được đứng chung khung hình với anh Luân Trường rồi. Ngày hôm nay anh Luân Trường vừa là cameraman, vừa là đạo diễn và kim everything luôn. Và bây giờ thì Trúc Loan rất là muốn phỏng vấn cho anh Luân Trường, tại vì nãy giờ Trúc Loan thấy là anh cảm thán về cái vườn hoa này rất là nhiều. Bây giờ thì anh hãy cho Trúc Loan cùng quý vị khán giả biết là anh cảm thấy như thế nào khi mà bước đến một cái vườn hoa tuyệt đẹp như thế này. Vâng, đầu tiên thì Luân Trường muốn cho khán giả biết là cái vườn hoa này nó chỉ nở trong vòng từ 3 đến 4 tuần thôi. Cho nên là thường nó nở vào đầu tháng 2. Nó có một cái website trên nó có một website mà quý vị vô đó quý vị sẽ biết được là khi nào cái hoa nó sẽ nở. Mà thường Luân Trường thấy là đầu tháng 2 là bắt đầu nó nở đó. Cho nên nếu như được là cứ giữa tháng 2 cho đến gần cuối tháng 2 quý vị đi là rất là đẹp. Thì và cái thời gian quý vị nên đi đến đây theo Luân Trường thấy là khoảng chừng từ 3 giờ đến 4 giờ. Lại lúc đó là cái mặt trời nó có nhiều mây che. Đó và cho nên là như quý vị cũng thấy nãy giờ đó là không có bị những cái nắng nó hắt quá. Nếu như mà đi mà sớm quá buổi trưa thì nó sẽ làm cho chúng ta rất là khó chụp hình. Đó. Và anh biết anh có muốn nói gì không? Nãy giờ khi mà anh Luân Trường nói đó, khi một cái làn gió thổi qua đó, những cái cánh hoa rơi á nhìn rất là đẹp, rất là lung linh. Đó chứ không biết quý vị mà muốn chụp hình hay là quay những cái cảnh, những cái khung hình mà đẹp hay là quý vị chuẩn bị cưới chẳng hạn, đó có những cái section đó, chúng ta có thể tới đây nếu trong cái mùa này nha chứ không phải là đầu tiên chúng ta. Vậy rồi bây giờ lỡ muốn cưới rồi là phải đợi tới năm sau rồi tới đây mới đó, được cưới hả? Đó. Lúc đó chúng ta sẽ kiếm những cái nơi khác thì quý vị cứ theo dõi chương trình của chúng tôi thì chúng tôi sẽ cố gắng đem tới những cái nơi mà chúng ta có những cái cảnh đẹp chúng ta có thể chụp hình được. Và một điều nữa là Luân Trường đã từng tới đây vào cái mùa mà hơi ấm chút xíu, tức là gần cuối đúng không anh? Hết tháng 2 Luân Trường mới tới đây. Lúc là đó những cái ngày cuối cùng của hoa, còn hoa không anh? Còn một con đường và còn một vài cây hoa. Cho nên Luân Trường đã cố gắng đứng đó khoảng chừng nửa tiếng để Luân Trường quay bài hát của Luân Trường. Thì ra đó là lý do vì sao mà Luân Trường cứ hối Trung Loan là phải đi nhanh lên, không đúng có rồi. Được chờ đợi là hết hoa. Đúng rồi, tại quý vị biết không, mình chạy 3 tiếng đồng hồ đến đây á, cuối cùng nó không có hoa để chụp á, mình cảm thấy rất là khó chịu đúng không? Đúng rồi, rất là đau lòng. Đau lòng đó, cho nên là quý vị nên nhớ nha, từ trong khoảng từ tháng 2 và 3-4 tuần thôi là hoa nó sẽ không còn nữa. Vâng, Trúc Loan rất là cảm ơn anh Luân Trường đã dành thời gian với Trúc Loan để làm một cái show thật là đặc biệt như thế này. Và quý vị ơi, nếu mà quý vị nào mà đam mê du lịch nè, thích khám phá những cái nơi mới mẻ hơn thì chúng ta hãy đón xem những cái show tiếp theo của chương trình Sit and See. Và một lần nữa thì Trúc Loan rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trúc Loan chúc tất cả quý vị khán giả thân mến của đài AV thật là nhiều sức khỏe và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.